của bé chích bông. Hồi sinh bé đầu á thì mình không có điều kiện nằm cữ lâu, cho nên là người rất là lạnh buốt và lưng đau kinh khủng luôn, có khi đứng thẳng không nổi. Nhưng mà từ khi được bạn giới thiệu cho sản phẩm tắm da spa mama này á, thì tắm cái lần đầu tiên á thì mình không nghĩ là nó hiệu quả như vậy đâu, nhưng mà tắm lần đầu tiên xong thì người nó nhẹ nhõm hẳn luôn, hết lạnh lưng, hết đau lưng. Thế là mình tắm một lượt 15 chai trong 15 ngày luôn, tới tận bây giờ thì cũng không có còn đau lưng nữa. Nên là rút kinh nghiệm, bé thứ hai mình cũng sẽ mua tiếp, mua trước để sử dụng, xong là sử dụng luôn.